Hôm nay là mình sẽ chế tạo để mình làm cái món nướng nha. Nói chung là mấy bạn là cùng xem mình làm thế nào nha. Mình không có cái máy cắt, cho nên mình sẽ lấy cái cưa. Hồi nãy quay là mình cũng làm xong cái lòng nướng nha. Các bạn thấy là tính sáng tạo trong cái việc nấu nướng nè, cái này là lò quay nha. Đó, mình chỉ lấy một miếng sắt này đó, mình khoan cái lỗ này, mình nướng nó lên. Gà chiên nướng của mình á là không có thiếu được là cái củ sa cương này, nha. Đó, cái củ sa cương này nè, chỉ có người Hoa là hay thường ăn nè, như là củ sa cương, hành tím, tỏi, hành lá, ngũ vị hương, hạt nêm, đường, nước mắm, ớt bột. Giờ mình đặt cái củ sa cương nè. Băm miễn nó ra. Tỏi này nha, mình tập vô mình băm miễn chung luôn. Mình đập rồi mình băm chung luôn. Rồi bắt đầu mình băm đó. Mình băm sao cho nó thật là nhuyễn. Rồi mình băm xong rồi mình để vào cái thau nha. Đó. Mình sắc cái hành lá này, hành lá mình cũng sắc nhuyễn ra nha. Mình không có cái ngò rí, nếu mà có ngò rí thì nó sẽ thơm hơn, nên mình dùng hành lá thay thế ngò rí nha. Mình cho vào nước tương nha, cho nước tương vào. Đó, mình cho nhiều chút nước tương vào nha.
nữa. Cái này để một lát mình là mình ướp con gà, nước ướp con gà phiến rồi mình quay nha. Thường gà phiến là người Hoa là họ hay ăn luộc, luộc để mà chấm với cái nước nước chấm sa cương này, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm quay nó. Ngũ vị hương nha, bịch ngũ vị hương bịch nhỏ. Ớt bột này nha, ớt bột. Ớt này là ớt bột nha. Cho chút ớt, ớt bột vào. Đường này, cho 2 muỗng đường nha, 3 muỗng cũng được. Hạt nêm nha, mình cũng cho 2 muỗng hạt nêm nha. Mình cho một tí xíu nước mắm vào nha, ít thôi. Rồi giờ mình quậy đều nó lên nha, mình quậy đều cái hỗn hợp này lên. Lát con gà mình làm sạch là mình bỏ vào đây mình ướp. Giờ mấy bạn theo chân mình nha, mình đi bắt gà đây nè, mình với anh trẻ trộm gà gì, gà mình nuôi nè. Hồi bữa là mình có làm hết một con là mình làm cái gà tiếng hấp rồi đó. Cho nên bây giờ là mình làm bắt cái con này để mình quay nó. Đó, nó bị trường. Đó. À. Con này cũng phải là gần 4kg á, bự hơn con kia đó. 4kg hơn đó. Gà mình là trên quê nuôi nha, mình bắt xuống á. Bây giờ là mình đi làm lông, làm sạch. Các bạn quay cho mấy bạn coi cái dáng con gà phiến nha. Tức là con gà trống á, là nó đã được phiến qua rồi. Nhìn nó mập lắm nha. Rồi bây giờ mình làm thịt nha. Giờ mình chuẩn bị mình nhổ lông nó nè, trụng cho nó đừng có trụng lâu quá nha, nó sẽ rách da. Thì hái lá sake nha. Trên nhà mình có mấy cái lá sen này, cái lá sen nhỏ quá, không có đủ, nên mình cắt cái lá sen kia. Giờ mình lấy cái gà ra cái rổ đi, cho nó ráo nước. Gà mập mạp nó nghe nè. Bây giờ cái lá sen kia mình nha. Tại vì mình bây giờ là mình để vào cái thau này, mình trộn miếng nước sôi này. Đó, để cho nó dễ gói. Chứ không là nó rách đó, nó mềm ra nha. Chứ nào giờ người ta nói là gà nướng lá sen chứ ha. Hôm nay là mình nướng lá sa kê luôn nha. Gà thì cũng là kê, mà cái lá sa kê thì nó cũng là kê. Nói chung là hai cái này hợp nha.
giờ anh em mình đi đốt than nha. Than mình đổ vô. Nãy giờ mình đã ngâm qua nước sôi rồi, bây giờ mình rửa sạch nó cũng có chút mềm mềm rồi nha. Đó, đem than mình đốt này. Đó, mình đốt cái than là mình đang quay, quay bằng lá sake nha, có giấy bạc nha. Thấy cái nước ướp gà của mình chưa? Thơm lắm nha mấy bạn. Anh em mình bây giờ bắt đầu là ướp nha, ướp gà này, bỏ ướp gà vô luôn. Nó lại nó cũng nó lại không được. Gà phiến nha, chứ thường là trên người Hoa là không có ai dùng gà phiến nướng hay là làm gì đâu, người ta chỉ ăn có một món là luộc thôi. Còn mình ướp cho nó gia vị nó ngấm này, ngấm đều, thơm của mùi nước tương này, nước củ sa cương này. Nó quay không được không chứ. Rồi bây giờ mình xỏ cây qua này. Xỏ từ đầu đúng không? Không, đầu là không đủ dài. Nè, xỏ đây đi. Xỏ có bụng. Rồi. Đó, xỏ vậy. Nè. Mình muốn vậy nè. Mình muốn vậy nè. Đó. Rồi lấy lá sake, lấy lá sake uống đi. Đây. Cái lá sake rồi mình uống như vậy. Lấy giấy bạc quấn quanh lại, lấy cái cuộn ra luôn. Okay.
xuống dục, thật xuống dục. Để quay, quay cắt bún này. Rồi chắc cũng được ha. Thấy không? Khi mình đặt lên cái lò mình quay nha, quay gà nha, ngồi chừng quay trong một tiếng thôi là con gà này có thể thưởng thức. Đó, vừa nè, than nè, đó. Người ta quay máy rồi mình quay tay. Bây giờ là cái nước còn lại mình ướp gà nè, nó còn lại một chút nữa ha. Bây giờ mình đi bắt lên bếp, mình nấu chín nó, để lắc nó nấu chấm luôn nha. Nấu lên nha, nấu lại rồi. Mình nấu là nó khô đặc lại sạch sẽ khô là được nha. Bây giờ mình tắt lửa rồi mình xắt miếng hành mình bỏ vào là nó đã thành một cái nước chấm sốt chấm rất là ngon. Cái bàn này nó sôi lên này, nói chung là vừa nhỏ thôi, vừa lớn quá thì nó sẽ khô hết nước. Rồi mình tắt nha, tắt bếp nha, đổ nó ra. Bây giờ mình thêm hành vào nè, đó, hành sắc nè ha, thêm hành vào, đó. Đó, giờ nó đang làm chén nước chấm nha, sốt chấm nha, chấm thật là ngon nha. Cái đây là nghe cái mùi thơm thơm nha các bạn, thơm quá. Không biết là cái món gà nướng lá xà kê ra nó như thế nào nè. Nói chung là cũng chưa biết được nè. Nói chung là mấy bạn đón xem nha, xem lát là cái món ăn nó ra sao. Lên là ha, xếp lên để một lát mình đổ gà vô, gà vào. Chúng ta trang trí như vậy cho nó đẹp mắt thôi. Mình muốn xếp làm sao cũng được nha. Chúng ta ăn kèm với một chút rau á, ăn nó có ngán. Qua nước sôi sơ qua là không, bạn vậy á nó sẽ dễ ăn hơn, nhiều bạn không ăn xong được. Cái này là nó cũng chín rồi, và mình cần một con gà này không qua chín nha. Mình cho vào ít dưa leo nữa nè. Lấy gà ra nè, đặt lên đây. Đó. Mình tháo cái kẽm nó đi, cắt cho nó nhanh. Rút nó ra nè. Đó. Rồi, cuối đi, cuối với lại nè. Lấy kéo ghê.
Đây lấy cái kéo cắt cắt được cái chừng nó đi, cắt được chừng nó để cho nó đẹp ha. Giờ mình chuẩn bị bày bàn nhậu nha. Thôi mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn ăn nha. Nói chung là ăn gà là nhậu thay gơ. Nói chung là gà đá cọp. Được không? Được. Mệt quá. Gắp cái cục nào nè, con gà này hả? Đây vợ mình rồi. Thôi chào mọi người nha. Nói chung là mình ăn cơm gia đình, mình hẹn gặp lại mấy bạn trong video sau nha. Chào.